feeling good, feeling great, man. Feeling good, feeling great, man. Feeling good, feeling good, feeling. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và làm quen tất tần tật về 5 loại sữa chống nắng giá rẻ của Mervely. Do đó muốn cảm ơn Vero rất là nhiều vì đã cho Nguyên cơ hội hợp tác cùng hãng để có thể đem 5 loại sữa chống nắng số 1 Nhật Bản này đến gần với mọi người hơn. Ở thời điểm hiện tại thì Nguyên thấy có rất là nhiều bạn gái chú trọng về vẻ đẹp bên ngoài, vẻ đẹp tạm thời hơn là bảo vệ da khỏi những tác hại của bụi bẩn cũng như là gió nắng ngoài trời. Cũng bởi vì lý do đó mà mọi người ít có sử dụng kem chống nắng. Và sản phẩm chống nắng đầu tiên Nguyên muốn giới thiệu cho mọi người đó là Bioré UV Perfect Face Milk với chỉ số chống nắng là SPF 50+. Đó là chỉ số chống nắng tối đa và PA 3+. Ngoài ra chất kem rất là mỏng mịn. Khi mà mọi người đeo chống nắng cả nguyên một ngày và khi mồ hôi nó đã toát ra mặt rồi thì cái chống nắng của lớp mồ hôi nó không có làm cho da bị trơn, không có làm xê dịch lớp makeup của chúng ta. Và cái sữa chống nắng trắng này sẽ là một vị cứu tinh cho những bạn da dầu. Thì đặc điểm của em chống nắng nắp trắng này là nó có thể thích ứng với mọi nước da khác nhau. Nếu bạn có nước da ngâm, nước da trắng thì cái loại sữa chống nắng màu trắng này nó sẽ hấp thụ vào da, nó sẽ không gây cho da có những cái vệt trắng. Mỗi khi mọi người đánh kem chống nắng thì khi mồ hôi ra thì những cái vệt trắng sẽ tồn tại trên kẽ da. Sản phẩm này Nguyên không có cảm thấy như vậy, nó sẽ hút đứt hết tất cả các mã nhờn cũng như là dầu tự nhiên trên khuôn mặt, tại vì nó có chứa hạt phấn Saracera đến từ Nhật Bản sẽ giúp kiềm dầu. Với một đặc điểm nữa là Nguyên có đọc trong thành phần á, thì kem chống nắng của Bioré cái nào cũng có một cái chất gọi là imethicone, là một cái chất được chứa trong tất cả các loại primer là kem lót. Thì mọi người có thể sử dụng kem chống nắng này giống như là một cái hai trong một cho mình đi, vừa làm chống nắng vừa làm kem lót trang điểm. Dòng sữa chống nắng thứ hai của Bioré đó là Bioré UV Prime Face Milk có chỉ số chống nắng là SPF 50+, là chỉ số chống nắng tối đa và PA 3+. Đối với bạn có những làn da không có quá nhiều khuyết điểm hoặc là trung bình tới trắng giống như là Nguyên đây á, thì cái loại chống nắng này rất là thích hợp. Giống như là mỗi khi bạn đi học hoặc là đi đâu mà không có tiện makeup nhiều á, thì mình chỉ cần cho da độ ánh hồng bóng khỏe thì mình có thể sử dụng cái loại kem chống nắng này. Nó sẽ làm tôn lên nước da trắng của mình nè, sẽ cho da một cái độ ánh hồng nhẹ nhàng, tự nhiên và không có bị giả. Thì cũng là một dòng Bioré nên sản phẩm chống nắng này cũng chống thấm nước, mồ hôi và vã nhờn luôn. Với lại dù là sữa chống nắng màu hồng hay màu trắng thì kem chống nắng sẽ không bao giờ để lại trên da những cái vệt trắng đọng lại không mong muốn nữa. Nãy giờ chúng mình nói nhiều về da dầu cũng như là da tổng hợp mà quên đi những bạn da có vấn đề cũng như là da bị nhạy cảm. Thì ở đây á, có nhiều người suy nghĩ rằng da đã gặp vấn đề nhiều thì không nên sử dụng những loại kem khác để đắp lên mặt tại vì sợ bị kích ứng. Nhưng mà cái điều đó là sai, tại vì nếu mà da đã gặp vấn đề rồi thì Nguyên khuyên mọi người nên sử dụng cho mình những loại kem chống nắng phù hợp với loại da của mình, loại kem chống nắng phù hợp với loại da nhạy cảm để có thể bảo vệ từ sâu bên trong. Nhưng mà ở đây Bioré đã cho ra mắt một cái sản phẩm đó là Bioré UV Color Control CC Milk có chỉ số SPF là 50+ và PA tới tận 4+ lận. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm 2 trong 1, nó có thể vừa làm kem nền trang điểm nè cũng như là kem lót, tại vì sản phẩm nào của Bioré cũng có chất dimethicone lúc nãy Nguyên vừa nói á, thì nó có thể làm kem lót luôn, nó có thể che phủ lỗ chân lông chúng ta mà chúng ta không có cần phải apply một cái lớp kem lót nào dưới cái lớp CC cream này nữa. Ngoài ra thì bản thân của nó là kem chống nắng cho nên mọi người vừa chống nắng nè, vừa làm kem nền, vừa làm kem lót được luôn. Bản thân là CC cream và kem chống nắng nhưng mà khi kiểm chứng thì mình cảm thấy cái sản phẩm này có thể che được những cái khuyết điểm của trên khuôn mặt. Dù là chất kem rất là mỏng và mịn, nó không có làm cho da cảm thấy nặng nề á. Nhưng mà nếu bạn có khuyết điểm nặng giống như là mụn đỏ hoặc là những cái đốm đốm thâm mà thấy rất là rõ thì mọi người có thể apply nhiều lớp lên khuôn mặt thì nó có thể che phủ hết. Dòng sữa rất là nhẹ, rất là mỏng, đồng thời thì nó có một cái mùi hương thanh thoảng, không có bị nồng như các loại kem chống nắng khác. Và ngoài ra thì cái công nghệ anti-pollution của các loại kem chống nắng này á, nó sẽ giúp cho da có được cái độ collagen nhất định. Ở thị trường mỹ phẩm châu Á cũng như là châu Âu thì Nguyên thấy có rất là nhiều hãng đã cho ra đời những
loại kem chống nắng, sữa chống nắng cũng như là kem dưỡng ẩm dành riêng cho dân thể thao, dân yêu thích bơi lội. Thì nhưng mà những cái giá của các sản phẩm đó thì nó không có hạn dễ cho lắm, tại vì là kem được sản xuất chuyên dụng dành cho với nắng mặt trời, gió, bụi, nước cũng như là mồ hôi á, thì nó cần được trang bị đầy đủ những cái tính năng để kem có thể chống nắng một cách tối ưu và nằm ở trên da suốt cả ngày mà không có bị xê dịch. Nhưng mà đối với các đối tượng sinh viên Việt Nam yêu thích thể thao thì Nguyên nghĩ cái Biore UV Perfect Milk 95.000 này là việc cuốn tinh cho tất cả các bạn. Mọi người có thể sử dụng kem chống nắng thông thường để chơi thể thao cũng được, nhưng mà với kem chống nắng thông thường thì nó không phải là chuyên dụng dành cho thể thao như là bơi á. Đó là lý do tại sao Biore cho ra đời cái dòng sản phẩm sữa chống nắng outdoor sport này. Với cái công nghệ nổi tiếng của Biore là chuyên làm kem chống nắng, sữa chống nắng, chống thấm nước á, thì cái loại chống nắng này cũng không ngoại lệ. Nó có thể giúp hấp thụ bã nhờn bởi cái bột phấn Sarasara của Nhật Bản mà Nguyên đã nói hồi nãy. Cái thứ hai là mặc dù nó là kem chống nắng nhưng nó được chêm vào một cái chất dưỡng ẩm tối ưu để cho da có một cái độ dưỡng ẩm bền bỉ suốt cả ngày. Thì SPF 50 cộng và PA 4 cộng chống nắng và bảo vệ da 98% rồi, và nó có thể bảo vệ da tới 16 lần lận đó. Khác biệt với 4 cái dòng sản phẩm Nguyên vừa giới thiệu hồi nãy thì đây là cái sản phẩm cuối cùng, là cái sản phẩm thứ 5 và cũng là cái đặc biệt nhất, tại vì nó là cái sản phẩm duy nhất được nhập khẩu từ Nhật Bản qua. Thì mọi người thấy trên cái bao bì đây không có một cái chữ tiếng Anh hoặc là tiếng Việt nào hết, chỉ toàn là tiếng Nhật mà thôi. Mà mình nghĩ đây là cái loại mọi người sử dụng nhiều nhất, tại vì nó là loại chống nắng dạng xịt. Thì mọi người thắc mắc tại sao chống nắng lại có nhiều loại nhiều dạng như vậy, thì Nguyên xin giải thích là chống nắng người ta được sản xuất đa dạng như vậy là để đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ, đáp ứng nhu cầu của tất cả các mọi loại da. Đôi lúc mọi loại sữa chống nắng truyền thống có thể lấy khá là nhiều thời gian của tất cả các bạn, tại vì nội cái bước mà thoa kem lên mặt có để cho da đều màu, không có bị lem luốc cũng như là không có bị chỗ có chỗ không á, thì nó cũng đã lấy khá là nhiều thời gian rồi. Nhưng mà với cái loại dạng xịt này á, thì mọi người có thể sử dụng mọi chỗ của body luôn, tóc, tai, mặt rồi toàn thân mà không có cần bôi kem gì hết. Cái tính năng đặc biệt của sản phẩm này là ngoài công dụng chống nắng với chỉ số chống nắng SPF 50 cộng và PA tầng 4 cộng, chúng ta có thể xịt trên cái lớp makeup của mình luôn mà không có làm lớp makeup của mình bị trôi. Với cái độ xịt khá là nhẹ cũng như là cái dòng chống nắng trong thì nó có thể được sử dụng với tất cả các bạn nam. Bạn sẽ có rất là nhiều sự kiểm soát với cái độ xịt nhỏ gọn này. Khi mà xịt lên tóc thì mọi người không có cần lo là tóc sẽ bị rít theo cái dòng chống nắng. Nguyên đã xịt thử rồi và Nguyên cảm thấy là tóc Nguyên sờ giống như là chưa xịt vậy. Nhưng mà Nguyên đã yên tâm là trên tóc của mình đã có cái độ chống nắng mà Nguyên cần. Mọi người cảm thấy 5 dòng sản phẩm sữa chống nắng Nguyên vừa giới thiệu như thế nào? Có muốn thử nó không? Ở đây Biore cũng đã tạo cơ hội để cho Nguyên giveaway cho tất cả các bạn yêu quý dòng sản phẩm skincare cũng như là làm đẹp, những cái sản phẩm mới ra của Biore. Cho nên mọi người hãy theo dõi Nguyên trên Facebook, mọi người sẽ thông báo cái ngày giveaway cho mọi người cũng như là những dòng sản phẩm Nguyên sẽ cho đi nha. Còn bây giờ thì video chúng ta đã kết thúc rồi. Nguyên cảm ơn mọi người đã xem video này và hẹn gặp